trên 1 tỷ đồng. Đây là chiếc đồng hồ 278-285 chính hãng của hãng Rolex Original với vành kim cương bezel cũng là zin original nguyên thủy, full vàng hồng, mặt cảm trai sờ cừ với size 31, phù hợp hầu hết với tất cả những cổ tay của những quý cô hiện nay. Toàn bộ thân dây đeo, toàn bộ thân vỏ đồng hồ, tất cả màu vàng hồng này chính là vàng nguyên khối AU 750 chính hãng của hãng Rolex, mặt dial cảm sờ cừ và viền vành bezel này là vành bezel được tính kim cương hột xoàn thiên nhiên chính hãng của hãng Rolex. Chiếc đồng hồ này có 3 kim giờ, kim phút, kim giây và một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Đặc biệt cái chỗ là cái mặt sờ cừ này á, là mặt thẩm chai, vân mây, vân cuộn, cuồn cuộn luôn. Rất hiếm có một cái đồng hồ mà mặt vân đẹp như vậy. Hiện tại thì Kỳ Lân đang review phối hợp chiếc đồng hồ Rolex chính hãng New này, nên là Kỳ Lân chưa có lột cái lớp bảo vệ ra để bảo vệ đồng hồ. Thử Kỳ Lân đeo vào tay của mình. Kỳ Lân là tay nam, đeo 31 thì size này không phải là cho Kỳ Lân, nó nhỏ hơn. Nhưng mà nếu như tay nữ đeo vào rất đẹp. Ok, Kỳ Lân sẽ nhờ tay của bà xã mình thử vào để quý khách xem. Hiện tại là đồng hồ mới nên là luôn luôn sẽ được rộng hãng làm dư để cho phù hợp với hầu hết tất cả cổ tay như của chúng ta. Nên là khi mình đeo vào tay của ai thì mình sẽ đo, tháo bớt bắt dây để phù hợp với cái cổ tay đó. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.